Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Ngày hôm nay thì mình sẽ soát dòng son Roman Glassing Water Tint. Đây thì là dòng son mới nhất tới từ nhà Roman và mình cũng nhận được rất nhiều yêu cầu soát dòng son này. Nói về phần thiết kế thì đây là một trong hai thiết kế mà mình ưng nhất tới từ nhà Roman. Nhìn qua thì sẽ thấy khá tương tự dòng C-Tower Matte Tint cùng hãng, nhưng mà lần này thì thiết kế lại là nhựa bóng. Nhìn cảm giác son rất là trong trẻo và cầm rất là thích ý, không hề bị in vân tay lên. Chất liệu nhựa bóng như thế này thì sẽ làm cho những thỏi son giữ khá là sạch, và dù mình có quăng đi đâu thì nữa thì nó cũng không hề bị bám bụi hay là bám vân tay, hay là những vết bẩn rơi vào thì chỉ cần lau nhẹ đi là sạch rồi. Roman thì vẫn giữ nguyên kiểu thiết kế in tên hãng vòng quanh nắp son, tên màu son và số màu son thì được in dưới thân son. Thực sự thì mình thấy rất là hay và nhìn ngay ra cái nét riêng của Roman ý. Cái son cầm thì cũng rất là nặng tay, vô cùng chắc chắn, đầu cọ son lạ hơn, kiểu vắt nhọn lên và tròn tròn, khá là dễ để viền môi. Lần này thì mình lại không chê được thiết kế nào của Roman nữa rồi. Trời ơi, kiểu thiết kế nào của Roman mình nhìn cũng khá là thích ấy. Nhìn nó basic nhưng mà nó rất là hợp với kiểu style của mình. Đầu tiên là tông màu san hô vô cùng xinh và ngọt ngào, hợp với tông da từ trung bình cho đến sáng, make up nhẹ, thêm một xíu nhũ mắt nữa, rồi đánh màu son này thì vô cùng là yêu luôn nha. Về chất son thì lại thuộc dạng gel tint, khá là lỏng và lớp son cũng mỏng. Lúc đầu thì mình có cảm giác son trơn trượt trên môi, kiểu do lớp bóng khá là nhiều và nhìn lớp bóng rất đẹp ý, kiểu tôn môi mình lên rất là nhiều luôn. Mình từng nghĩ là mùa hè sử dụng son tint, son bóng thì hợp lý nhất, nhưng mà giờ thì mình xin rút lại suy nghĩ này. Mình thấy mùa đông mà mặc áo len này, rồi đội mũ và đeo thêm một cái khăn và đánh son bóng thì nhìn đáng yêu hết sảy luôn á. Lớp bóng thì sẽ làm mờ hết rãnh môi của mình và lớp bóng giữ khá là lâu, khoảng 1 đến 2 tiếng sau thì vẫn thấy còn lớp bóng và vẫn rất là đẹp. Tuy nhiên thì nó sẽ không được đẹp như lúc đầu, nên là nếu mà bạn muốn đẹp hơn thì có thể chắc chắp lại nha. Tiếp theo 02 là tông màu đỏ hồng cam, cũng ngọt ngào không kém gì màu 01. Màu này thì sẽ hợp cả các bạn da ngăm nữa, nhưng mà vì là son bóng nên mình khuyên mọi người là nên make up để che hết những cái khuyết điểm trên mặt của mình. Nhìn vậy thì tổng thể sẽ xinh hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Vì luôn có độ bóng trên môi nên là mình có cảm giác son rất là dễ chịu trên môi, không hề có cảm giác bị khô, kiểu luôn có dưỡng ấy. Đây là một lựa chọn khá là tốt cho các nàng môi khô và có nhiều rãnh môi nha. Ngoài ra thì màu son lên đậm nhạt sẽ theo lớp son mà bạn đánh, càng trồng nhiều lớp lên thì màu son lên sẽ càng đậm hơn này. Vậy nên là màu son này chỉ cần một màu thôi có thể đánh được ra rất là nhiều màu khác nhau nữa. Tông 03 là tông cam gạch, hợp với mọi tông da và nhiều tông make up khác nhau. Bạn này thì đánh nhạt thì sẽ hơi thêm một xíu ánh hồng, nhưng mà đánh đậm lên thì sẽ không thấy một xíu ánh hồng nào nha. Về độ bám màu thì khi mà mình xem video swatch của các chị bên Hàn ấy thì mình đoán chất son này là chất son bám màu không tốt, vì nhìn nó kiểu rất là mong manh, trong trẻo, không bám chặt vào môi ấy. Nhưng mà không mọi người ạ, mình đã sai lầm. Khi mà lớp son bóng trôi đi thì sẽ vẫn còn nguyên lớp màu, không phải là cái lớp tint đâu, mà là chỉ trôi đi cái lớp bóng và còn lại nguyên cái lớp màu mà như ban đầu mình đánh á. Nhìn sẽ rất là đẹp luôn. Vì là son có độ bóng cao nên là sẽ dây ra đồ vật và đồ ăn khá là nhiều, nhưng mà khi hết lớp bóng đi thì son sẽ còn lại kiểu ăn vào môi mình luôn ý, không hề bị xê dịch một chút nào luôn. Mình có test son với một bữa nướng no nê và thêm một nồi lẩu nữa, nhưng mà son vẫn còn màu rất là đẹp trên môi, kiểu nhẹ nhàng, nhìn vô cùng là mê ý, không hề bị xấu sau khi ăn đi nha. Nếu mà không ăn uống thì son sẽ giữ màu cả ngày luôn, chỉ có lớp bóng là bị trôi đi mất dần thôi nha. Vậy nên là bạn nào mà muốn một thỏi son bóng mà giữ màu tốt thì đây là một lựa chọn không hề tồi một chút nào luôn. Tiếp theo màu 04 mình đang soát là tông màu hot nhất bằng màu lần này. Đây là tông đỏ đất xinh và vô cùng trendy luôn, không có một nhược điểm nào cho tông màu này cả, 10 điểm luôn, không cần bàn cãi gì nữa.
05 thì là tông hồng đất xinh xinh nhưng mà lại có pha một xíu anh tím. Nên là mình khuyên mọi người make up thì mới dùng xinh được nha. Màu này thì đánh đậm sẽ xinh hơn là đánh nhạt. Kiểu là khi đánh đậm lên thì sẽ hơi có một xíu ánh đỏ nữa, nên là sẽ dễ dùng hơn. Còn nếu mà đánh nhạt thì mọi người make up sương sương, bóng bóng kiểu Hàn Quốc ấy, rồi chụp một bộ ảnh trong trẻo ngây thơ thì cũng rất là xinh. Về giá thành thì son đang được bán khá là ít ở Việt Nam, tại vì là một dòng son mới mà. Mình có tham khảo trên Shopee hoặc là ở cái link mình đặt bên dưới thì nó sẽ rơi vào khoảng 150 cho đến 200 nghìn. Nhưng mà đây vẫn là một mức giá rất là tốt cho một dòng son chất lượng như thế này. Từ thiết kế cho đến màu son cho đến chất son vô cùng đẹp. Mình từ nãy giờ hình như là mình chưa có chê điểm nào chất son này á. Và kể thiết kế mình không chê này, màu son thì cũng đều là những màu rất là dễ dùng. Vậy nên là nếu mà mọi người đã tâm tia màu nào thì hãy nhích luôn nha. Cuối cùng 06 là tông màu đậm nhất, là màu hồng tím đất, rõ sắc tím hơn hẳn màu 05 luôn. Sẽ cá tính hơn và kén người dùng hơn, nên là mọi người cân nhắc khi mua nha. Về thông tin son thì mình sẽ đặt dưới phần mô tả kiểu link mua son mà mình tìm được ấy, thì mọi người có thể click xuống đấy. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video của mình. Và nếu mọi người thích video này thì đừng quên like cho mình một cái và comment mọi người nghĩ thế nào về dòng son này ở dưới. Comment nhá. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.